Chó rừng lân đen là nhân khẩu đặc trưng ở Phi Châu. Chúng cũng là loài thú săn mồi, vóc dáng rất khiêm tốn. Với bà mẹ này, nó đã hạ sinh thành công 3 cậu nhóc và 2 bé gái. Wow! Sếp nhỏ đang nô đùa thật vui. Sự tĩnh lặng một gốc rừng bị phá vỡ. Tranh thủ lũ nhóc đang vui chơi, chó rừng mẹ nghỉ ngơi một lát. Tuy nhiên, khu vực nuôi con nhỏ của bà mẹ này đã bị lột. Oh my god! Mùi thịt thơm của những đứa trẻ theo làn gió vô tình bay lạc vào mũi của kẻ đối khắc nhất đồng cỏ. Linh cẩu đã mò tới. Công nhận linh cẩu có chiếc mũi quá đỉnh, chúng thật đáng sợ. Không có mùi vị nào là nằm ngoài bữa ăn của chúng. Chúng bắt đầu lần mò định vị đến những đứa trẻ. Chó rừng mẹ đơn độc, nó không thể làm được gì để cản bước tiến của kẻ địch. Sếp nhỏ cũng đã nhận ra mối nguy hiểm vô cùng lớn. Chúng bắt đầu tìm cách bỏ trốn. Nhưng trốn đi đâu cho thoát khỏi cái mũi của quỷ dữ? Những đứa nhỏ thật đáng thương. Nó không thể chạy nhanh hơn linh cẩu. Nó càng không thể bỏ trốn ở đâu. Đau lòng hơn khi mẹ nó bất lực trước kẻ đối khắc ghê sợ. Rõ ràng, bữa ăn đến với linh cẩu thật dễ dàng. Một đứa nhỏ bị tha đi gọn trơn. Bà mẹ đau khổ đứng rống lên trong tuyệt vọng, bởi nó biết đứa con xấu số của mình có cái kết thê thảm nhất trần gian. Giờ nó cần gác lại nỗi đau xé lòng này. Nó phải di dời 4 đứa nhỏ còn lại đến khu vực mới nhanh nhất có thể. Bởi linh cẩu, một con chó rừng non chỉ đủ nhắc răng chúng sẽ quay lại sau khi ăn xong.